Thì dữ. À, như cái con bé đó là con bé cấp dưới, đang là hoa khôi của trường đó. Ê. Làm gì nhìn ta dữ vậy? Thích rồi đúng không? Thích cái gì? Tại con bé nó dễ thương nên là tao nhìn thôi. Ừ thì nhìn thôi. Thích thì nói đi, còn mày đặt chối nữa hả? Cứ để việc thi tôi ra tay may mối cho. Chịu không? Ôi. Bé ơi! Bé! Gì vậy? Thôi! Thôi! Thôi cái gì? Thôi! Từ từ! Cái cặp! Trời ơi! Cơ hội cho ông mất đi! Đi... À... À, thì chuyện là muốn tỏ tình với tôi đúng không? Thích tôi thì cũng được, nhưng mà phải đảm bảo hết tất cả các tiêu chuẩn của tôi. Nhìn anh thì cũng tạm, nhưng mà nghe nói anh học dở lắm đúng không? Mà học dở thì không làm mỹ với tôi được đâu. Ê nè, đừng có mà thái độ vậy nha. Người ta đã có lòng, người ta qua đây bắt chuyện rồi, còn tỏ cái thái độ vậy là sao? Thôi, mày tin ngồi xuống. Ai bảo em là anh học dở? Em nhìn đi, ai học dở mà được 9 điểm văn không? Thấy chưa? Cái gì? Không được 9 điểm văn thiệt hả? Thôi, đi về. Anh à, ủa? Rồi, nhớ đọc kỹ đề bài nha. Trời ơi. Yeah. Quá nhiều thứ, sao tôi học được? Học đi cho nó giỏi. Trời ơi. Anh Vinh à. Anh Vinh à, anh cho em xin lỗi. Cái vụ hôm bữa em lỡ nói chuyện thô lỗ với anh á. Tại vì bữa đó em mệt á, em nhức đầu nên là em có cái này tặng anh nè. Anh nhận cho em vui nha. Trời ơi, người ta biết hối lỗi nè, người ta lại xin lỗi, để vậy còn mua quà cho nữa. Tha lỗi cho người ta đi trời. Vậy cảm ơn nha. Vậy là anh nhận quà của em rồi nha. Vậy từ ngày mai á, anh phải làm thầy của em á. Thầy. 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 Thì cái vụ môn văn hôm bữa, từ xưa tới giờ em chưa bao giờ được qua 6 điểm môn văn hết trơn á. Vậy mà hôm bữa em thấy bài kiểm tra 9 điểm của anh, em ngưỡng mộ anh quá trời luôn á. Từ nay anh làm thầy của em nha. Ôi thầy Winner, trời ơi, môn văn là cái môn cỏn con của ông thôi mà. Nhận lời nha thầy Winner. Đối với anh Winner ha, môn văn nó lại gì anh cũng giỏi trơn á. Thầy Winner. Đây. Tờ bà chôn tôi hả? Cho anh gì? Trời không sao đâu em. Tại anh ngại vậy thôi á, chứ thật ra anh đồng ý rồi. Với lại trong lớp chị á, là anh là học giỏi nhất lớp luôn. Môn văn mà kiến thức mình lớp 8 mà em đang học á, là anh thuộc lầu lào. Không có gì mà anh không biết hết. Em không biết gì cứ hỏi anh. Vậy từ nay á, thầy dạy phụ đạo cho em ở đây luôn nha. Thầy muốn ăn uống gì á, cứ gọi thoải mái đi. Vậy em có điều kiện mà. Thì là em về. Thầy nơ, thầy đẹp trai quá, còn học giỏi nữa. Mà có điều hơi lùn, không sao. Thưa thầy, em về nhé. Thầy gì đẹp trai quá, dễ thương quá. Có điều hơi lùn. Bà này, tôi chưa có nói gì hết á, mà bà quyết định dùng tôi luôn hả? Ủa, thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi chứ bộ. Được ôn lại kiến thức nè, đã vậy để tôi coi. Coi là thầy Winner giả bồ học giỏi coi làm sao. Trời ơi, quả này là chết tôi rồi, đâu nữa. Ráng nha thầy ơi. Rồi. Làng tôi vốn là nghề trải lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Sao mà học
học mãi em được này. Anh Winner. Anh Winner, anh Winner, hay Winner ơi. Trời ơi, cái bà này, tôi hết hồn rồi. Tưởng con bé nó đến. Trời ơi, không ngờ có một ngày thầy Winner vì gái mà phải tự làm khổ bản thân như vậy. Bạn trời ơi, nhờ ai, nhờ ai. Bà lôi tôi vào cái vụ khổ sở này chứ ai. Bây giờ bà nhìn xem. Nè, toàn sách là sách không à. Bà ấy, là bà phải chịu trách nhiệm cái vụ này cho tôi nha. Cái gì? Tự nhiên giờ bắt tôi chịu trách nhiệm. Đáng lẽ ra ông phải nói là ông dở ngay từ đầu rồi chứ. Giờ tự nhiên tự ngồi lại học lớp 8 đối hồi tôi. Nhưng mà thôi, vì ông là bạn của tôi cho nên tôi giúp ông, được chưa? Nè, nói được là phải làm được nha. Nhưng mà có một điều kiện. Ông phải lên trang lovesopping.com.vn để mua cho tôi một thỏi son Eureka màu hồng tươi tắn. Như vậy, thỏa thuận của chúng ta mới được chấp nhận. Mà tôi không hiểu tại sao phụ nữ lại thích son đến vậy cơ. Trung bình một người phụ nữ cả đời phải ăn ngàn cây son luôn á. Ủa, mắc cười kệ đi. Nè, nói chung là cái trang web này nè. Đó, lên đây nè, tự đặt son, tự trả tiền. Như vậy chúng ta mới được thỏa thuận với nhau. Tôi đặt cho bà à? Ừ, màu hồng tươi tắn nha. Ok. Ê này Việt Thi, bà có định chỉ văn cho tôi không nhở? Chứ từ nãy đến giờ bà cứ ngồi tô son như thế thì tôi cũng biết thêm được cái gì không? À, hay là để ngày mai tôi chỉ ông được không? Gì? Ngày mai á? Ngày mai là tôi phải dạy cho con bé rồi, bây giờ ngày mai tôi học giờ nào? Chứ tại vì á, nếu như mà học văn á là mình phải ở một cái không gian thoải mái nữa, mà tâm hồn mình phải bay bổng, đầu óc mình phải thư thái mình mới học văn hay được chứ. Bây giờ tôi thấy tôi mệt trong người đúng không ơi? Tôi thấy tôi nhức đầu việc luôn á. Thôi thôi bà đừng có nói nữa, tôi không biết bay bổng cái gì hết á, mà bây giờ tôi nghe cái mùi là lừa đảo đây rồi á. Bà thì cũng nhận son của tôi rồi, bây giờ bà phải chỉ cho tôi cái gì chứ tự nhiên cầm đồ của người ta xong bắt đầu nói ngày mai. Trời ơi, ngày mai làm sao tôi biết chỉ con bé cái gì bây giờ? Không sao. Tưởng gì văn học đối với tôi là chuyện nhỏ như con thỏ. Ê, có bà Phương đây rồi. Ê, bà Phương, bà chỉ Winner nha. Ông năn nỉ bà Phương chỉ ông đi. Chứ giờ tôi mệt quá à. Chắc tôi phải về tôi nằm nghỉ, mai tôi lỡ tôi bệnh rồi sao đúng không? Gì? Ở đây nha, ở đây học tốt nha. Tôi đi trước à. Bye. Gì? Thì cầm quà người ta xong bỏ đi như thế hả? À, Phương này. Sao nè? Bà chỉ văn cho tôi đi. Tôi biết có một cái trang web nha, tên là Love Shopping ấy. Ở trong đó cực kỳ là nhiều mỹ phẩm Nhật luôn. Bà thích cái gì tôi mua cho, được không? Tưởng gì, cái trang Love Shopping đó hả? Tất cả các mỹ phẩm tôi đều mua hết rồi. Nè, ông coi mặt tôi đi. Tôi đang xài nè, son môi tôi cũng đang xài nè, đẹp không, đẹp không? Thì cũng được. Đừng có hòng mà dụ tôi. Mà... À thế thì... bây giờ bà thích cái gì? Muốn cái gì? Nói tôi biết đi. Chỉ cần bà chỉ cho tôi cái môn văn này thôi là tôi sẽ đáp ứng bà hết. Được không? Cái này là ông nói nha, chứ tôi không có hề bắt ép đâu á. Tôi tự nguyện. Nhưng mà tôi chỉ cho ông một lần thôi. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Là mỗi lần tôi dạy cho ông thì ông phải đặt lên trên bàn này 3 ly trà sữa và 2 cái bánh ngọt. 3 ly trà sữa và 2 cái bánh ngọt đó. Ừ. Trời, bà giết tôi hả? Thế là ngày nào tôi cũng phải bỏ ăn, bỏ uống, bỏ mặc chỉ để mua 3 ly trà sữa và 2 cái bánh ngọt cho bà. Không được đâu. Chịu thì thôi, dù sao tôi cũng đi về tôi mét với cô Linh là ông đi cùng gái. Được rồi, 3 ly trà sữa thì 3 ly trà sữa. Mà cái vụ 2 cái bánh ngọt thì thương lượng ngay được không? Tôi làm gì giàu hơn thế? Thì coi như là bánh ngọt bỏ qua cũng được. Nhưng mà thêm một điều kiện nữa. Sao nữa?
là mỗi lần học ông phải thực sự là chăm chỉ và chú tâm vào cái bài giảng của tôi, không được bỏ giữa chừng. Nếu mà ông đứng dậy bỏ đi về tôi sẽ nhéo lỗ tay ông. Ê, cái này người ta gọi là bạo hành, không được nha. Không được nữa thì thôi vậy. Thôi được rồi, ok, chơi luôn được cơ. Hết rồi cái gì? Chưa, còn cái cuối cùng. Sao nhiều dữ vậy? Là từ nay về sau, đó phải gọi đây bằng chị đến suốt cuộc đời. Hả? Tôi phải gọi bà bằng chị á? Tại sao? Không được đâu. Chị Phương. Em trai ngoan. Lên. Không chưa? Rồi, để coi nào. Trời ơi, bài văn hay như này ấy, mà em phân tích kiểu này là sai bét, quá đơn điệu. Sai hả? Vậy sao chỗ nào thầy chỉ em đi thầy? Ở chỗ này nha, thì em nên lấy hai câu thơ của Tế Hanh để gọi như là miêu tả khung cảnh nhộn nhịp của làng chài. Ví dụ như sau: chiếc thuyền hăng như một con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Sao anh hay quá vậy anh Vinh? Trời ơi, hôm nay bày đặt kêu thầy là anh luôn hả? Thầy đúng là vừa đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi mà còn văn chương một bụng nữa. Em thích thầy quá. Cái đấy người ta gọi là văn hay chữ tốt bẩm sinh đó, em hiểu không? Quỳnh Đông, Quỳnh Đông, Quỳnh Đông, Quỳnh Đông, Quỳnh Đông. Trời ơi, trời ơi, lớp trưởng mới vừa phát bài tập làm ăn của ông ra. Trời ơi, nhìn điểm đúng ghê luôn á. Ý là cái điểm này tôi nhìn đó ha, mà tôi muốn xỉu. Có gì. Bà có gì từ từ nói được không? Tôi đang xem bé kìa. Trời ơi, sẵn có em nó ở đây cho nó biết được trình độ văn học thật sự của ông luôn. Trời ơi, bà định giết tôi à? Lần này mà tôi ăn trứng ngỗng hay cây gậy á, chắc là tôi mất hình tượng con bé mất. Nhìn này, 8 điểm. Cô còn nói chứ là dạo này ông tiến bộ, đã phải viết ra văn còn rất cảm xúc nữa chứ. Trời ơi, đưa tôi coi nào. Tôi nhìn lộn không bà ơi? 8 điểm đó. Hả? 8 điểm. Trời ơi, 8 điểm, trời ơi. Chưa, chị nói là lần này em sẽ đạt điểm cao mà, đúng là không? Uổng công sức chị luyện tập cho em. Yeah, trời ơi, lần này em phải cảm ơn chị nha. Bây giờ cứ tự tin, ứng ngực lên, chinh phục cô học trò hoa khôi của cậu nha. Thầy Winner, thầy Winner, dạ văn nghe nha thầy nha. Thầy Winner, dạ văn nghe. Trời, xúc xúc áo, xúc áo. Ủa, chị kỳ vậy? Bình thường anh Winner học giỏi văn lắm mà. Sao tự nhiên bữa nay mọi người mừng vậy? Đúng là khó hiểu mà.